Xin chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục đi vô rừng La An mọi người. Xuống dưới có cây, có xuống dưới dốc nó kìa, chỗ cây nó kìa, bước lên cái cây nó rồi đi lên. Đù má, nước ngục gì không nổi rồi, nói cho mình nước còn địch nữa. Ui con gì kinh đi. Nay mình mới vừa lên dốc xong mọi người, khó là mệt. Hôm nay mình đi về ra ngà mọi người, không có lạ. Đi kiếm mật ong về bón mọi người. Mấy đứa ai cũng chuẩn bị vô hạt rồi, cần tiền. Mình đi kiếm ong về bón, kiếm tiền trả tiền hạt mọi người. Đi hồi sáng chơi mọi người ơi, chưa có gì hết. Qua nam đi lúc kiếm sáng chơi mà chưa thấy chi để mình lái hết. Má cây to đỏ mọi người, đây như rừng nguyên sinh đó mọi người. Nhiều cây to lắm mọi người. Bên đây thì có nhiều ong, cũng là nấm. Qua anh em đây, sáng trời đó bụng không rồi. Thì cũng 10 giờ rồi. Nay em đây mệt quá mọi người.
đó mọi người, nó rần ủi mọi người này, rần ủi này, ủi này, ủi này, rần ủi nhiều lắm mọi người, ở quê mình còn nhiều heo rần lắm mọi người. Đây là mùa mưa đó là bắt đầu mình đem dây bãi lên mình gà mọi người, đây mọi người, đó, rần ủi đó. Đó mọi người, mới ủi mọi người, mới ủi cỡ 5 ngày rồi. Đây đây cũng hầu cũng gặp heo rừng mọi người, hầu gặp heo rừng á mình bỏ chạy giống thôi, cũng hừ cũng lùng cái lắm mọi người, hừ cũng cháp cũng lùng cái lắm. Anh em non đây trên đường mọi người, trên đường mà ngó xuống thấy hoa mọi người, may mắn quá mọi người. Mọi người, nó quang đó mọi người, may mắn mọi người, đoan trên đường đi lên mọi người, trên đường đi lên, may mắn quá, để đi xuống lái quang mọi người, mọi người quang mọi người, quang mọi người này, đó quang đó mọi người, cũng được chứ không lớn lắm mọi người. Nói chung là may mắn rồi đó mọi người. Đó mọi người, lại gần mới thấy hoa to mọi người, to lắm mọi người. Hôm nay quá may mắn rồi mọi người. Bị ăn cán rồi mọi người ơi, ăn không quá. Mới trời nửa ca đổ xuống cán mọi người, cái sưng hết mặt à. Tạ một bương thẻ nha, không quan trọng gì hết, bương đẻ nè. Giấy hệ đây mình đã tái khó luôn mọi người. Mà ở đây mình nó ở hiện nó không bị cán. Mình lên mình, mình lên mình đấu cán mọi người, cán này. Cán đang đào luôn đó mọi người, cán này đa lắm mọi người. Cái này nè, cán công ấy mọi người. Trời cái mạc nó chắc về sân chậu dù luôn á. Trời hai cái ta nó mọi người. Trời sợ hai cái ta nhiều quá mà. Nó mọi người này, nhẵn mình mà bình thường ở đây nó rộng mà bên đây nó chặt mức độ đây mọi người này là biết sân ở mô mọi người. Kinh. Rỉ mái đó mọi người. Người thấy kinh không? Được một lít mặt ăn không phải đơn giản mọi người. Đó này. Wow. Bộ lô ta dục mất cho anh rồi mọi người. Đạp quá. Bỏ nó đi. Này. Trả má luôn mọi người. Má luôn này. Anh chú uống thuốc mọi người ơi. Ăn cán nhiều nhiều nhốt quá chịu không nổi. Trời ngay chỗ cán nó hiện mũ rồi mọi người. Này hiện mũ này. Rồi tối lên cơn sốc, xí nữa đi bệnh viện nè. Từ chỗ uống thuốc. Quá nguy hiểm rồi mọi người. Hôm nay anh em mình lên đốc lẹo ăn bữa trước mọi người. Bữa nay được từng giây. Bữa nay mình đi thứ mấy? Bữa nay mình đi thứ ba mọi người. Bữa nay mình đi thứ ba cái bị đó đó mọi người rồi. Chờ gió bình phục rồi bữa nay mình mới lên lại mọi người. Một tuần rồi. Một tuần là anh em mình mới lên lại. Tròn lên mọi người ơi. Mình nói ở đây không có mạt. Ở đây mạt vô. Cô ta sâu rửa chén không mọi người. Nọ đâu. Ô khóc. Bị anh tròn.
trời vô chuẩn bị lên, nghỉ xíu ra lên.
xuống đây càng khó nấp không? Không cần đâu. Được. Đũa, canh đũa mới mặt anh về. Hả? Mình lấy ăn không thể giống như họ. Mà là lấy tiệt no luôn. Mình lấy mình chưa lại thắng đấy. Biết là lít mặt là na tôi ngon là nhiều nhưng mà mình lấy của hắn cũng mới thôi mà. Xuống quả ca rồi mọi người. Hành quá. Chuyến này không bị rang hết. Trừ qua thành quả cho mọi người xem. Thành quả mọi người. Mình đi xuống khóc chứ mình sợ ngay một mặt đi thay mọi người. Thành quả của heo ngà mà phải mất một tuần để lái xuống mọi người. Đó, mọi người. Đây mọi người, mặt vít náp hết mọi người. Nghe bên kia coi. Mặt vít náp hết mọi người. Đây mọi người nè. Đó, vít náp hết tới giờ. Mặt ngon, mặt đẹp. Mặt giòn mọi người. Mặt này là đẹp nhất trong cốt màu mặt đó mọi người. Chắc cũng được 3 lít á. Công suất của heo ngà. Heo ngà nhưng mà heo lần đây nhưng mà mắc một tuần đó mọi người. Đợt trước thì mình bị cán mọi người, bị cán suýt để nhập viện luôn mọi người. Đợt này thì may mắn không bị rang. Đây mọi người, từ nay mình cũng mài chứ không rồi mọi người, sọn cây cũng rang mọi người, sọn cây cũng ra an rồi về chứ trời cũng u rồi mọi người, mài không rồi mọi người, từ ăn cây rồi tranh thủ về chứ trời mưa trời nước sông lớn mọi người. Chắc video mình dừng ở đây mọi người. Mọi người xem video cho mình, đầu tiên là cho mình một bình luận góp ý để mình lồn video mọi người. Mình mới lồn mà, cho mình góp ý với lại cho mình lượt đăng ký nha mọi người. Mình cũng ơn mọi người nhiều. Đây mọi người, thành quả đó mọi người. Biết náp ấy rồi mọi người nè. Cái trận này cũng được bả lấy cho mọi người. Còn mình chưa là dán đây nữa, cục chắc cũng được lít cho mọi người. Với cái rì rì nó chắc nửa lít cho mọi người. Mình chưa là đón ăn mọi người chứ tẩu lắm mọi người. Lái tơ quá để chưa là đón ăn của mọi người. Lấy chứ không mình lái hết đó mọi người. Chưa là
mặt đẹp cái nào mọi người, không có cái luôn á. Mùa này mùa là mùa có bả trái chín mọi người nè, chứ chưa có hoa. Qua tháng 4 rồi lại bắt đầu trái chín rộng hết, chứ là nó hoa lại là mới có cái. Mùa này là không có cái chứ cái không lo đâu mọi người.